Thank you.
chính, vì nước trời là của họ. Không cho các con khi người ta mang được và bắt cớ các con, và vì này họ không mang cho các con đủ điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỉ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con ở trên trời. Đó là lời Chúa. Và còn những
cái sợ của cái thị trường chưa chi cả. Và chắc có một cái con này vì chắc có sống với họ và ăn ăn thức ăn của họ, sống như một người nam nữ nghèo khó, vì thế cái gì chắc không có được. Và vì sao họ lại theo đạo mình như vậy? Vì cuộc đời chắc có sống với họ, nghèo như họ, giúp đỡ họ trong mọi nghề, và lại còn đầu tư về học hành cho họ. Bây giờ những cái cuộc bảo bánh treo về miền xứ ấy thì không phải là u minh ngày xưa nữa. Đây là một ngôi nhà thờ các cha rất giống nhà thờ gạo của cha, các cha có lấy mẫu đó về để xây nhà thờ này. Và chắc có các bạn biết bao nhiêu nhà và là nhà giúp người nghèo để cho người ta có một cái nhà hoang che nắng che mưa. Và tất cả tâm lực của cha có dồn vào cho người nghèo và sự u minh. Vì vậy họ đã nhận ra được dung mạo của Giê-xu Kitô nơi cha có Isidoro, một dung mạo của lòng thương xót, một dung mạo của sự yêu thương và hùng vọng. Vì thế họ đã nhận ra Giê-xu hình ảnh của Giê-xu Kitô nơi cha có Isidoro. Vì vậy họ trở lại đạo rất nhiều. Kính thưa quý cụ bà Bạch Trang, nói đây cũng không hết được cuộc đời của cha cố Isidoro, nhưng bằng chứng mà cha sư đã đưa với quý cụ bà Bạch Trang trở về là bằng chứng của một con người Việt Nam với ý cổ hồn của mình. Cho dù là một tín đồ giáo phận Long Xuyên, nhưng cho dù là đã đi khỏi quê từ còn rất nhỏ, nhưng cái sự gánh nặng về nơi thương nhau đã sớm về quê hương kiên cố ấy đã không làm cha cố nản lòng. Vì vậy cho dù có việc rất bồn bề cha xứ tới một vùng u minh biết bao nhiêu công việc dành cho giáo dân, nhưng cha cố đã dồn hết sức vào quê hương này. Tôi vẫn nhớ một thầy người tăng rất là mập béo vì không chê cái gì bao giờ, quần xót áo hay ô trèo lên trên mái hàn đổ bê tông và hàn mòn việc. Một con người đủ công việc bất chấp tất cả nghề chắc có thể làm được hết, nhưng tối đêm thì ngồi trước máy tính để làm tất cả, làm lại tất cả sổ sách cho giáo sư của hắn, lục lại tất cả quá khứ lịch sử của giáo sư để lưu lại, viết lại, để truyền lại cho học thế. Đây là những người rất tâm đắc về cội nguồn của mình, về cội nguồn của đời sống vững tin, cũng như về cội nguồn của làng xóm người Việt chúng ta. Cần cù, cần mẫn như vậy. Vì thế, hầu như cha cô không bao giờ nghĩ đến mình, mà hoàn toàn nghĩ đến việc của xã hội và được truyền giải. Từ cái cụ bà Bạch Trang
Yeah.
Thank you.
Sita, Vi Cha, Vi Thầy, Vi Sơ, Vi Văn Chánh Dương, Văn Thầy Giáo và toàn thể cộng đoàn. Thế là những cầu nguyện cho Trang Bố đã gần kết thúc. Con xin thay lời cho tuyên đầu Trang Bố nói lên thân tình tri ân cảm cảm. Chào kính Vi Cha và cộng đoàn, Trang Bố chúng con được sinh ra và giáo sư Bồ Tát vào năm 1948. Ngài cùng ông bà bố và gia đình di cư bằng cát hồi còn rất nhỏ. Tuy di cư khi còn rất nhỏ, nhưng tình yêu thương của Trang Bố dành cho quê hương Hội An luôn nồng nàn, đau đớn và xa xiết. Tình cảm chân lý của Trang Bố chúng con dành cho quê hương đã được chính thức tổng giám mục Giuse Phú Văn Thiên ghi nhận trong thư văn yêu với giáo phận Long Xuyên và viết tổng chúng con như sau. Xin thời Cha Bố Isidoro rất yêu mến và quảng đại đối với quê hương. Ngài đã về trực tiếp điều khiển công trình xây dựng nhà thờ giáo sứ Hội An giáo phận Hải Phòng, đồng thời kêu gọi nhân dân trong nước cũng như hải ngoại đóng góp cho công trình này. Và rồi tình cảm của Cha Bố dành cho quê hương đã được đền đáp bằng tình yêu thương trân trọng của quý cha và tập đoàn trong khắp suốt thời gian qua. Và nhất là xin mời Cha Bố chúng con còn có tâm tình bằng khẩu tục tâm suy đời đại, khẩu tục tâm suy đời đại, miệng lưỡi thì khắc phục Chúa, tâm trí thì suy niệm đời Chúa và đời sống đại thiện theo đời Chúa. Ngoài ra Cha Bố chúng con cũng rất yêu mến Y Mân Côi, mà các cầu nguyện của Y Mân Côi đã được tô vẽ hai bên đỉnh tường nhà thờ Hội An và đã ở nhà thờ giáo sứ Đông Hoàng giáo phận Long Xuyên, nơi Cha Bố phục vụ trong 44 năm. Đây là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu mến Y Mân Côi để nhờ được cảnh ba ngôi ơn lành. Kính thưa Vi Cha và cộng đoàn, vì là người nguyên sinh nên không thể tránh khỏi những bất toàn, còn tin rằng với tình yêu thương và lòng bác ái đi vô giáo, Vi Cha và cộng đoàn sẽ không những bỏ qua những bất toàn của Cha Bố chúng con mà còn tiếp tục cầu nguyện nhiều nhiều hơn nữa cho Cha Bố chúng con. Và khi Cha Bố chúng con được hưởng tôn danh Chúa, chắc chắn Ngài sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta. Một lần nữa con xin tạ ơn Chúa, tri ân Vi Cha và toàn thể cộng đoàn. Cần coi tiếng